Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hồi cuối tháng 1 năm 2024, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin kèm video, một bà lão được cho là người vô gia cư giả, chuyên đi nhặt ve chai và giả khổ để nhận quà từ thiện từ các nhà hảo tâm. Thế nhưng thực tế, bà lão này có nhà biệt thự cổ trị giá hàng chục tỷ đồng, ở trên phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thông tin trên ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với việc làm của bà, nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm vì bà đã tuổi cao sức yếu phải đi nhặt ve chai, xin đồ từ thiện để sống qua ngày. Theo tìm hiểu, bà lão được nhắc đến trong câu chuyện trên, tên là Nguyễn Thị Kim Phượng, 85 tuổi, sinh sống tại ngôi nhà biệt thự Pháp cổ, ở địa chỉ số 63 phố Tô Hiến Thành, giá trị hàng chục tỷ đồng, ngôi nhà này có 3 hộ gia đình sinh sống, bà Phượng có hộ khẩu ở tầng 1, còn tầng 2, 3 là của gia đình khác. Câu chuyện về bà lão này những tháng ngày qua vẫn được dư luận quan tâm. Nhiều người vẫn thường xuyên qua nhà bà Phượng để xem tình hình bà ăn ở thế nào. Thế nhưng từ cuối tháng 3 năm 2024 cho tới nay, nhiều người bất ngờ vì không thấy bà Phượng trở về nhà nữa. Ngày 5 tháng 4, một cán bộ thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội 1, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, cụ bà Nguyễn Thị Kim Phượng, 85 tuổi, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, đã được đưa vào tập trung tại trung tâm từ cuối tháng 3. Lý do bà lão được đưa vào trung tâm là do bà đi lang thang xin ăn xin tiền trên đường phố. Vì này thông tin, cụ bà nói là đi nhặt rác, nhưng trên thực tế là ngồi tại điểm đèn giao thông ở các ngã tư rồi xin ăn xin tiền của người dân. Theo quyết định 2252 trên quy đề UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người có hành vi xin ăn xin tiền bao gồm người đi cùng sẽ được đưa đến các cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố để chăm sóc nuôi dưỡng, chờ đưa về nơi cư trú hoặc nuôi dưỡng lâu dài đối với người chưa xác định được nơi cư trú. Đội khảo sát của Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 đã phát hiện bà Phượng xin tiền trên phố từ cuối tháng 3 nên đã quay phim chụp ảnh rồi tập trung bà về trung tâm theo hướng dẫn số 2320 về việc thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn thành phố Hà Nội, trung tâm sẽ chăm sóc quản lý bà Phượng trong vòng 3 tháng. Cán bộ trung tâm nói: "Chúng tôi đã thông báo với gia đình và chính quyền địa phương nơi bà cư trú để chuẩn bị điều kiện cho cụ tái hòa nhập cộng đồng sau 3 tháng." Chính quyền phường Lê Đại Hành cũng xác nhận bà Phượng đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Phường đã kết hợp tổ dân phố xuống nhà dọn dẹp và thu gom rác thải giúp bà